À, bây giờ em sao chính tôi em về chung em mà đổ cái xà đĩa của cả nhà sao đổ ra ngoài hết đi đi mới tập nấu nên phải đổ bây giờ bà hà lửa nhỏ mà đổ xà đĩa quá mà làm cái xà đĩa cho nó nóng luôn đi bà ở đây thôi cả nhà mà chờ đổ quá đó quá thì ngon luôn Hello, welcome to my family channel. Thank you for watching. Hello cả nhà, hôm nay em đi làm về em chuẩn bị Xiaomi này và xà đĩa cả nhà. Đó. Xiaomi thì em chuẩn bị mì tươi này em trồng qua đó cả nhà. Rồi bên này em chuẩn bị một miếng gừng với lại hành lá này. Hành tây với một củ hành tím nữa cả nhà. Còn bên này thì 20 con xà điệp. Đó. Còn bên này gia vị đơn giản lắm. Bột nêm gà, nước tương, dầu hào với lại dầu ô liu và lại một chai tiêu nữa cả nhà. Đó. Còn bên này là xà điệp. Bây giờ em kêu vợ chồng em ra đi rửa. Cái này mua thì người ta rửa sơ rồi nhưng mà giờ mình muốn rửa cho nó kỹ lại. Rửa cho nó sạch xong rồi em ập chảo rồi em xào mì nữa cả nhà. À, anh ơi, ơi phụ em rửa xà đĩa nha anh nha. Ok là em quay lại nha cả nhà. Hello cả nhà. Thì bây giờ cái chảo của em nóng rồi cả nhà, em đổ vô một tí dầu để em mà ập chảo mì con xà đĩa này qua này. Hello cả nhà. Ập qua xong rồi em mới xào mì. Bên trong này em ướp, em có ướp một tí gia vị, một tí hạt nêm thôi cả nhà. Cho nó thành một con xà đĩa. Cho nó vàng hai mặt nha, một mặt. Em ba xin ơi, mẹ mẹ ba thật quay con không? Điện mẹ bỏ xà đĩa của hụt đất đó. Mẹ không lấy chảo lớn hơn chút. Thôi như vậy là vừa em cắm nó vừa rồi đó, chảo nó trụng dịnh nữa. À, 5 phút đi chợ mà. Dạ, đúng rồi. Có đẹp nha. À, scallop. Đó là the fresh one, yes. Mới tháo ra, mới rửa ra. Mới mua luôn. Mới mua luôn. Mới mua luôn thay rồi. Nhà mới mua luôn. Today. Dạ. Nó vàng mà golden brown hay mặt là đẹp luôn á. Dạ, đúng rồi. Ấy sao có sao cái hay ra nước lắm. Em đã sao con lên ăn độ được cái ba. Quay cái làm yesterday mình ăn hôm mình ăn ăn thành giả sao không? À. Yesterday mình ăn thành giả với cái chai khi sao ba ăn khi sao với con ăn. Cái chữ cái chữ quá thôi. Chúng mà thì. Có thêm ăn hả? À mẹ. Không thích luôn. Bây giờ nó hơi vàng rồi bây giờ em chở qua nha cả nhà. Bây giờ lạc này em xào mì chín lên em đổ xào đĩa vô là sọc là ăn cho cả nhà. Đó, wow, nó nồng cháy mùi thơm của xào đĩa của những cái chú em xào đĩa mặt trắng như tôm vưỡi vậy á. Hôm nay ăn để hôm nay mình cứ nghĩ mua rồi lo sự đặc để về cái làm tại một số xiêm mà ăn kìa hả? Má giờ nhắc em để ăn nhá. Dạ. Để mình cái ngán mà quên. Có em. Cả nhà bây giờ sau điệp của em nó ra còn nước cả nhà. Bây giờ em đổi chảo nữa cả nhà. Đổi qua cái chảo mới như để cho sau điệp nó vàng cho nó ngon. Sau điệp nó còn nước nhiều lắm cả nhà. Từ khi hấp thôi, hấp nấu à, từ khi nữa. Nấu vẫn còn nước. Bây giờ em đổi chảo. Không sao, cứ bình tĩnh. Cái con sò điệp nó thích làm cho mọi người giật mình nữa mà.
Dạ anh lo mà. Để anh lo. Có em chụp anh bò với miệng. Hai mày bị mất tươi. Để đi lại cho nó vàng nha anh. Anh chẳng muốn đâu. Phải có một tỷ dâu kìa. Nó hơi chạy đi nên em bỏ một tỷ dâu ô liu. Đó. Tí. Daddy, you know you have 67 magnets. Really? That's good. Wow, that's a lot. I counted them. That's good. I thought you had 100. Okay. Looking at this. Soon. Chạy ra. Anh lắc vào những chiếc đó. Bởi vì hà nhỏ đi. Rồi. Giờ nó chỉ này cao. Wow, ngon ha. Vậy ngon lắm. Không có khác đâu, nó dễ thôi. Ừ, cái này nó vang 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 gì nó mới ngon cả nha. Wow. Bà chạy luôn. Chưa, thật nhận chưa. Đây, để 5 phút là đít. Nói cái chào này là nha, em ăn bò bít tết cả nha. Let me help them. No. Yeah. Quá chừng à. Rồi bây giờ hành em chỉ để em đổ mi ra luôn cả nha. Mi đây em sao qua sao về những cái nó chỉ luôn. Đào bớt chín nhà đó cả nhà. À, bây giờ em sao chỉnh với em về chung em đổ cái sò điệp của cả nhà. Sao đổ ra ngoài hết vậy đi. Mới tập nấu nên phải đổ. Bây giờ bà hà lửa nhỏ mà đổ sò điệp quá mà lai cái sò điệp cho nó nặng luôn đi. Tại vì cô không đi chốt chứ bà nổ ăn sức bà quăng nhiều. Chào tiên. Ở đây thôi cả nhà. Ồ. Cái đổ quá đó. Quá thì ngon luôn. Chín để cho con gái ăn. Ăn lấy cái kia, anh kia mà sốc lên. Đâu có chín dư đâu con. Quá chừng không? Trên nóng đã. Rồi, cái đó thì mình ăn với nước nước tương cả nhà. À, nước tương và ớt. Rồi bây giờ lấy gì ạ? Em lấy gì em đổ ra cả nhà. Wow. Rồi bây giờ tắt lửa đi ba. Em tắt lửa. Em đậy nắp. Coi có đồ nó nóng ăn nghe. Nóng nha. Nha. Yeah. Chụp ha, lắc qua nè. Wow. Oh my god, oh my god. Wow. Wow, thấy mạnh lắm cả nhà. Em mở lên nha. Ba bô một cua. Wow. Bỏ vào một cua lắc đã. Lắc. Thôi con có đồ một cua không ăn được chứ anh. Anh lắc tài nghệ của anh lắc một cua mà. Wow. Cũng ok. Bỏ xuống giữa, bỏ xuống. Lấy đôi đũa gấp lại cho đang hoang bà. Wow. Ngon thôi đó cả nhà ơi. Em rầm tròn lại. Cái bầu cua này không được tròn. Wow, nhìn hấp dẫn quá cả nhà ơi. Em gấp mấy con sò điệp lên cho nó có màu có mè đó. 20 con sò điệp đó cả nhà. 20 con. 20 con ăn đậm vì hình như phi chế lắm rồi. Nó chạy đâu con nó ngon mà. Ngon. Rồi bây giờ Hana dọn đồ ăn con. Ok. Giờ mình lên nhà mình ăn ok. Hello cả nhà, bây giờ em xong mi sò điệp xong rồi cả nhà. Quá trời ngon cả nhà ơi. Sò điệp mi xào sò điệp ăn được xì dâu không cả nhà. Đó, rồi bây giờ hai cha con. Hello cả nhà, mời cả nhà ăn mi sò điệp. Hana. Sò điệp. Hello con mời cả nhà ăn cơm ăn
ăn mì. Mới thì nha, anh cứ mới sơ điệp. Mì. Mì. Chẳng bán mì. Mì sao sơ điệp? Mì. Mới thì nha, anh... Ăn mì. Mì. Sao? Mì sao? Sơ điệp. Sơ điệp. Đặt mặt mì. Hay là thêm nó, cái nhà hay dường lắm. Thích chứ nói này. Con ăn gì? Bà lấy chưa? Con ăn chi? Con lấy đi. Ít thôi, em ăn ít thôi ba. Rồi con tự lấy sơ điệp đi. Con sơ điệp. Ok, con thì tao đi thôi, con ngảo đi thôi. Ok. Thì con ăn đi rồi để rau ra ngoài rồi ba ăn. Mấy bữa con thích ăn rau mà. Hành lá luôn. Hành lá. Sao đi cả nhà. Ờ giờ ba xịt cho con một miếng xì dầu tè. Nó cho con xịt. Ta đi về nha. Một miếng hành lá nó bắt qua nó lấy. Lá, con ăn đúng một cái ngố. Cái ngố, xinh con. Wow, cái diễm mi ngon như này cả nhà đó. Em đi cổ ngon thôi. Xì dầu chấm nước tương. Ơi, Hana. Xì dầu có tương ớt. Có ăn mặn ấy con. Thôi. Nó. Ăn đi con. Rồi. Đây là cái gì? Xin đi kìa. Ngon. Sao điệp tới anh ba? Ngon. Dạ. Ngon. Dạ mì ngon nhất là cái nhà này. Còn ớt nó cay. Đúng gái Huế cắt ớt con, cay dạ. Con ít thôi. Con nhiều lắm, mami cho con hết đó. Múc ít thôi, múc được nhiều đâu con hiểu không? Nhai nhỏ nhỏ, nhai nhỏ nhỏ đi nghe con nè. Không có ăn nhanh đâu nha. Ở đây đi xẻ cho con tờ giấy đi. Có rau hành hả? Không. Rau hành con bỏ qua một bên đi. Tại sao cho con vậy? Từ từ rồi cho ba ăn miếng là con. Ngon quá. Thế tờ giấy của con đó. Cá hồn. Con bỏ chai nước tương ra để thấy con và diễm mi của con chứ sao con ché cái diễm mi vậy? Anh lấy chai nước tương bỏ qua bên góc này. Hãy con nữa. Ừ, chứ thấy con cho đẹp nè đó. Cay quá. Chia kìa. Chia kìa. Hôm nay là uống chai rượu trắng luôn. Không chai ly nữa. Anna uống Ravina. No. Không phải Ravina. Cái gì nữa? Hàng Quốc chi chú. Hàng Quốc chi chú. Có đủ cái ly nữa con. Sao điệp tới anh thì? Cắm bóc rồi nè. Lâu mình đổi bỏ cho gia đình mình sao mi và sao điệp cả nha. Sao đi con? À, ăn đi. Chắc rồi. Nó mới ăn mới cũ cầm đi không phải để một đứa nó thích thì nó ăn, nó không thích thì thôi lại mà. Càng ngốm à. Ngon ngon ngon. Ngon. Làm thêm dễ đó. Ngon quá. Cực cay gì lắm hả? Cay lắm. Cay Huế nó cắt cay quá. Mừng lớn nè, hay quá. Ăn cay nữa khóc ra luôn. Các con ba tải chứ mày. Không muốn khóc để rồi xin thêm súp mà. Nếu có ai ủng hộ đăng ký thêm không? Để khóc để coi mọi người. Hana đi, Hana đợi cả nhà đi. Không, nhà cả nhà ơi, muốn subscribe và đăng ký cho con với. Bỏ cái tay xuống mà nói cho đàng hoàng. Bỏ tay xuống. Cả nhà ơi vô đăng ký và subscribe cho con với. Con phải bỏ cái tay xuống. Nó to lên. Mất cơ. Kiếm 100.000 sub trước khi Noel được. Rồi bây giờ hai cha con làm nhiệm vụ đi. Nhà ra đây cả nhà. Cái gì? Cái gì? Dương nói cái gì? Con gái Huệ nói cái gì? Em bye bye cả nhà luôn. Bye cả nhà.